Còn thiếu thứ gì nhỉ? Thank you.
không biết đã thành công chưa nhỉ? Kệ, phải thử cái đã. À, đây rồi. Tuyệt vời. Yeah. Thành công rồi, thành công rồi. Không biết dung dịch này có tác dụng với các loài vật không nhỉ? Hiệu nghiệm quá. Mình phải tìm cho vui với lọ dung dịch này thôi. Làm sao thế Lu? Cây này không biết là cây gì, tớ nhổ mãi mà không được, cậu có cách gì không? Một mình cậu không nhổ được thì thêm tớ góp sức sẽ ok thôi mà. Để tớ nhờ thêm các bạn đến. Hai ba nào, hai ba nào. Hả? À, anh voi, anh giúp bọn anh nhổ cây này với. Hai ba nào, hai ba nào, hai ba nào, hai ba nào. Mọi người cố lên. Mọi người cố gắng lên nào, chỉ còn một chút nữa là sẽ nhổ lên được. Con tôi đến giúp sức đây. Hai ba nào, hai ba nào. Bây giờ tớ mới biết củ cà rốt nào to như thế này. Ui, nhiều củ lên được rồi. Củ cà rốt, cảm ơn mọi người đã giúp.
Thank you.
À. Này đây. Đúng đấy, chính Lu vứt vỏ chuối làm chúng tớ bị trượt chân ngã. Cả tớ cũng bị cậu ta làm ngã vì vỏ chuối đây này. Phải dạy cho cậu ấy một bài học mới được. Nếu không, sẽ còn rất nhiều người khác sẽ bị ngã đâu vì trò đùa quái ác của cậu ta. À, tớ có ý này. Chạy thế này nha. Ok. Nghe cũng được đấy. Ugh.
Cậu đã thấy hậu quả của trò đùa tinh nghịch mà cậu bày ra chưa? Tớ biết lỗi của tớ rồi. Xin lỗi các bạn nhé. Hello Bun, cậu định học chơi bowling đấy à? Hả? Chào Lu, tớ cũng định chơi vài set cho khỏe người mà. Trông cậu yếu xì như vậy, liệu có ôm nổi quả bóng không? Chứ đừng nói gì là ném nữa. Tớ sẽ cố gắng mà. Nhưng mà ném bowling cũng cần có sự khéo léo cậu nhỉ? Chứ không à, cậu cứ thử nhìn tớ mà xem. Vừa khỏe mạnh, lại vừa khéo léo. Trông cậu khéo quá nhỉ. Cậu cứ đợi đấy, xem ai ném giỏi hơn ai. Yeah.
Cậu cậu dám không lại Yeah!